trước đây hơn 5 năm, vụ taxi Vinasun kiện Grab phải bồi thường thiệt hại đến 42 tỷ đồng do vi phạm đề án 24 của Bộ Giao thông Vận tải đã gây náo loạn thị trường vận tải. Nguồn cơn là do Vinasun cáo buộc Grab đăng ký ngành nghề ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ quản lý và kết nối vận tải, thế nhưng thực tế thì lại hoạt động như là doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Vụ kiện ròng rã 2 năm và cuối cùng thì Tòa Nhân dân cấp cao giữ nguyên phán quyết của cấp sơ thẩm, buộc Grab bồi thường 4,8 tỷ đồng cho một phần thiệt hại của Vinasun. Và đến thời điểm này, khi mà Quốc hội thảo luận dự án luật đường bộ, việc các hãng gọi xe công nghệ như là Grab hay là Gojek rồi Be tiếp tục được quy định là loại hình hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô thu hút được sự tranh luận sôi nổi. Một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định như vậy là không đúng với bản chất kinh doanh của các hãng công nghệ. Để định danh doanh nghiệp kinh doanh vận tải, dự thảo luật đường bộ đang sử dụng hai tiêu chí: điều hành phương tiện lái xe hoặc quyết định giá cước để nhằm mục đích sinh lợi. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, vô hình chung, quy định này sẽ khiến doanh nghiệp cung cấp ứng dụng phần mềm kết nối hành khách và tài xế bị định danh là doanh nghiệp vận tải. Tài sản duy nhất của các doanh nghiệp này là chất xám của đội ngũ tin học để thiết lập, vận hành ứng dụng kết nối hành khách giữa hành khách với đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ vận tải. Và chính là các doanh nghiệp phần mềm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và hoàn toàn không phải là doanh nghiệp vận tải. Luật bảo vệ tiêu dùng và luật giao dịch điện tử đã được Quốc hội thông qua tại tháng 6 vừa qua thì đã bổ sung định nghĩa về nền tảng số trung gian mà chủ quản nền tảng số độc lập với các bên thực hiện giao dịch. Cái điểm này nó cũng hết sức quan trọng. Việc này thì việc quy định một cái doanh nghiệp cung cấp nền tảng số trung gian thì sẽ gây chồng chéo về nghĩa vụ tuân thủ và tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Đề xuất ban soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra là thiết kế bổ sung vào ngay trong luật những cái quy tắc chung về việc đảm bảo an toàn và trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn trong quá trình thử nghiệm. Và ngoài ra thì Quốc hội cũng có thể là giao cho chính phủ để quy định chi tiết các cái điều kiện thử nghiệm để mà cơ quan quản lý có thể có sự linh hoạt, linh động trong quá trình quản lý phù hợp với cái tình hình thực tế của sự phát triển công nghệ. Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng chủ thể để có các cơ chế quản lý phù hợp đối với hai nhóm, nhóm chủ thể trực tiếp quản lý phương tiện vận tải lái xe và nhóm chủ thể tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ để đảm bảo công bằng giữa các loại hình kinh doanh phù hợp với công tác quản lý thực tiễn và chủ trương của Đảng về phát triển công nghệ thông tin.